Thông tin về việc Bộ Tài chính trình dự thảo xem xét giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã làm nóng thị trường xe thời gian gần đây. Nếu chính phủ ký ban hành sau ngày 15 tháng 11, thời gian thực hiện có thể từ 1 tháng 12 đến hết tháng 5 năm 2022. Tình hình dịch được kiểm soát tốt hơn, hầu hết các nơi đều đi vào bình thường mới giúp thị trường xe phá băng, sau thời gian dài chứng kiến doanh số đi xuống. Thông tin ưu đãi lệ phí trước bạ được xem là chất xúc tác giúp các hãng xe thúc đẩy bán hàng nhưng ngược lại sẽ là áp lực cho ô tô nhập khẩu. 1. Xe nhập chạy trước chính sách. Nếu được thông qua, chính sách ưu đãi chỉ có lợi cho các dòng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ngược lại, các mẫu ô tô nhập khẩu sẽ tăng áp lực khi số tiền cuối cùng mà khách hàng phải bỏ ra để lăn bánh không được giảm như xe nội. Để đảo ngược tình thế, một số hãng xe đã chủ động giảm lệ phí trước bạ. Chẳng hạn, Honda tung chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ cho 3 mẫu xe nhập khẩu của mình, bao gồm Civic, HR-V và Brio, áp dụng từ ngày 5 đến hết tháng 11. Với giá bán từ 418 triệu, khách mua Brio trong thời gian ưu đãi sẽ tiết kiệm được trên 41 triệu. Tương tự, số tiền với Civic là từ 72 triệu và HR-V là từ 78 triệu. Trong khi đó, ở phân khúc hạng sang, BMW cũng giảm 100% lệ phí trước bạ cho 2 dòng sedan 3-series giá 1 tỷ 899 triệu đến 2 tỷ 499 triệu và 7-series giá 4 tỷ 319 triệu đến 6 tỷ 289 triệu. Như vậy, khách hàng có thể được ưu đãi lên đến hơn 600 triệu, nhưng lượng xe tồn của thương hiệu Đức bao gồm cả model sản xuất từ năm 2018. 2. Hãng đua khuyến mại, khách hưởng lợi. Việc chủ động giảm lệ phí trước bạ tạo nên thế cân bằng cho các dòng xe nhập khẩu so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Chẳng hạn, Civic E có chi phí lăn bánh dự kiến tại Hà Nội là 838 triệu, nhưng sau khi được Honda khuyến mại thì chỉ còn khoảng 751 triệu. Trong khi đó, Hyundai Elantra AT có giá lăn bánh tại Hà Nội dự kiến là 816 triệu, nếu được giảm 50% phí trước bạ sẽ còn 774 triệu, vẫn đắt hơn Civic. Tương tự vậy, Honda Brio có giá ngang ngửa dòng Hyundai Grand i10 hatchback hay New Kia Morning. Khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn chưa ngã ngũ, thì Honda đã chủ động giảm 100% cho sản phẩm của mình, tạo lợi thế trước các đối thủ. Bản thân nguồn gốc nhập khẩu cũng là lợi thế của một số dòng xe trong mắt khách hàng Việt, đặc biệt với những sản phẩm được nhập từ Thái Lan hay một số thị trường xe phát triển hơn. Nếu đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ được thông qua, lượng tiêu thụ xe tại Việt Nam thời gian tới có thể tăng gấp đôi so với trước đó. Cộng thêm các chính sách chủ động ưu đãi từ một số hãng, thị trường xe được nhận định sẽ rất sôi động trong dịp cuối năm 2021 và tháng đầu năm 2022, rơi vào thời điểm người tiêu dùng mua xe đón Tết. Xe cộ